Trở lại màn ảnh rộng sau 7 năm tập trung cho sự nghiệp ca hát, nghệ sĩ Hoàng Thùy Linh vừa có những chia sẻ với công chúng về vai diễn Khánh trong phim Trái Tim Quái Vật. Đây là tác phẩm điện ảnh thuộc thể loại kinh dị, tâm lý xã hội của đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp. Dự án do đạo diễn Quang Huy làm nhà sản xuất, phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 20 tháng 11 năm 2020. Diễn viên ca sĩ Hoàng Thùy Linh cho biết, điện ảnh với cô như một mối duyên đã hình thành từ rất lâu. Nhiều năm qua, nỗi nhớ ấy vẫn luôn đau đớn trong trái tim. Khi nhận được kịch bản phim Trái Tim Quái Vật, Hoàng Thùy Linh cũng khá đắn đo vì nhiều bận rộn. Cô tin rằng ai theo dõi sẽ hiểu tính cách của mình là điều quan trọng khi nhận lời, là phải thích kịch bản. Bản thân cũng phải có trách nhiệm trong khâu chọn kịch bản để xứng đáng với tình yêu và sự kỳ vọng mà khán giả và mọi người dành cho mình. Những lần Hoàng Thùy Linh từ chối đóng phim không phải vì kén chọn kịch bản mà do thời điểm đó chưa phù hợp. Nhận một bộ phim phải có nhiều yếu tố như là kịch bản khiến mình hứng thú, bản thân cảm thấy phù hợp. Hơn nữa, khi tham gia một dự án thì cô luôn muốn chỉnh chu nên cần thời gian chuẩn bị và đầu tư. Một số thời điểm không phù hợp với lịch trình cá nhân nên đành từ chối. Thời gian qua, Hoàng Thùy Linh tiếp tục gây dấu ấn trong đời sống nghệ thuật. Có thể kể đến album Hoàng là điểm nhấn giúp Hoàng Thùy Linh vụt sáng trong làng nhạc Việt. Không chỉ tạo ấn tượng trong phần âm nhạc mà album này còn có sự thu hút với hình ảnh rực rỡ và bắt mắt. Hoàng Thùy Linh xuất thân từ trường sân khấu, học ngành liên quan đến diễn xuất, đạo diễn nên máu nghề luôn ở trong người. Các sản phẩm âm nhạc gần đây của cô nghệ sĩ 8X này cũng cố gắng đưa các câu chuyện, những tình tiết để chuyển tải nhiều lý tưởng độc đáo đến khán giả. Tuy vậy, vai diễn trong Trái Tim Quái Vật không phải là quá dễ dàng đối với cô. Trong phim, Hoàng Thùy Linh vào vai một người mẹ đơn thân. Chuyện này cô chưa từng trải qua bao giờ, nhưng nhờ cô và mẹ đều rất thân thiết, cho nên có thể lấy tình cảm đó làm chất liệu khi diễn. Những tháng trước khi bấm máy, Hoàng Thùy Linh phải tập làm quen với bạn diễn để có thể có được những cảnh quay tự nhiên nhất khi ra set quay. Ngoài ra, phim mang chủ đề trinh thám nên giọng ca Để Mì Nói Cho Mà Nghe cũng dành nhiều thời gian đọc sách, đọc báo về chủ đề này, bởi nếu không am hiểu sẽ rất khó để nhập vai. Vừa phải ra mắt các sản phẩm âm nhạc hay, vừa phải hoàn thành tốt vai diễn trên phim trường, song Hoàng Thùy Linh đã rất chỉnh chu hoàn thành mọi mặt. Cô cho biết bản thân mong muốn nhận được nhiều ý kiến từ khán giả, bởi vì suy cho cùng, nghệ sĩ đều mong muốn được nhiều người quan tâm. Và Hoàng Thùy Linh cũng muốn được khán giả quan tâm đến mình, nhưng theo hàm nghĩa tích cực. Trong vai diễn Khánh của phim Trái Tim Quái Vật, chiều sâu tâm lý nhân vật rất nhiều và đó cũng là một thử thách. Được trải nghiệm việc làm mẹ trong phim và là một người phụ nữ, ai cũng hy vọng được làm mẹ. Và Hoàng Thùy Linh cũng thế. Cô cho biết bản thân rất mong muốn có một bản sao nhí của riêng mình để con có thể viết tiếp những ước mơ còn dang dở. Cô bộc bạch rất yêu trẻ con và thật sự đang muốn có con. Thời gian qua thì Hoàng Thùy Linh và Kiều Lê bị đồn hẹn hò và sống chung nhà. Tuy nhiên, Hoàng Thùy Linh luôn khẳng định không muốn đem chuyện cá nhân vào công việc hay các dự án mình tham gia, không muốn gây ra bất kỳ một ý kiến tiêu cực nào để thu hút sự chú ý của công luận. Chuyện nghi vấn tình cảm ấy cũng như nhiều nghi vấn trước đây, Hoàng Thùy Linh đã từng bị đồn thổi yêu rất nhiều người, dù bản thân không muốn lấy câu chuyện cá nhân để làm PR và hy vọng khán giả sẽ tôn trọng thế giới riêng. Cô tuyên bố sẽ không cố ý giấu giếm, nhưng sẽ bảo vệ hạnh phúc cá nhân, nên ít khi đứng ra giải thích hay xác nhận về những tin đồn. Thay vào đó thì sẽ tập trung cho sự nghiệp, để mọi người có thể chú ý về những sản phẩm của mình hơn là quan tâm đến những chuyện đời tư tình cảm. Tuy không sợ sẽ bị ảnh hưởng đến mình, nhưng cô lo ngại là điều đó sẽ làm phiền đến cuộc sống của bạn bè, gia đình và những người xung quanh. Khi là nghệ sĩ, tiếp tục công việc này đồng nghĩa với việc chấp nhận bản thân là mối quan tâm của dư luận. Nhưng vô tình có thể sẽ khiến bạn bè lo ngại, vì chơi với người nổi tiếng thì dễ có ồn ào, không được riêng tư hay là dễ gặp những rủi ro. Vì vậy, Hoàng Thùy Linh luôn muốn giữ sự kín đáo. Đó cũng là lý do cô ca sĩ này hạn chế đăng ảnh bạn bè và những cuộc vui trên trang cá nhân của mình.